IT đặc biệt vậy đó, sửa một lỗi rất nhỏ, nhiều khi chỉ là một dấu chấm phẩy, một lỗi chính tả rất nhỏ, mình dành hàng giờ đồng hồ mình không thấy, nhưng mà tự nhiên bụp cái đi tắm ra thấy. Thì đối với sinh viên năm 1 hoặc năm đầu hoặc thậm chí là năm cuối, hãy thử đi. Tại sao mình nói là năm 1 là năm cuối đều phải thử hết? Tại vì suốt 4 năm của em học qua tất cả các môn thì thật sự mấy em gọi là vẫn là chưa trải nghiệm được cái nghề ha. Mấy em vẫn chỉ là giao bài tập gì làm bài tập đó ha. Cố gắng đạt đỉnh cao, thầy hướng dẫn mục tiêu 1, 2, 3 làm đúng thì được điểm cao. Khác xa so với ngoài đời là khách hàng không bao giờ cho mình mục tiêu hết. Khách hàng chỉ nói mình là hãy giải quyết cái vấn đề này cho họ, hãy làm họ hài lòng đi. Dựa trên một cái không phải dựa trên cái thang điểm mà dựa trên một cái gì đó nó hơi gọi là cảm tính một chút, nó không có cái định lượng rồi đó. Còn trong môn học luôn luôn có cái sự hướng dẫn đầy đủ và chi tiết, và thậm chí các em làm bài nó có cái khuôn điểm đàng hoàng, cho nên học vẫn chưa, mình vẫn chưa gọi các em học, thậm chí qua 4 năm học ở trường vẫn chưa được gọi là đã thử qua cái nghề. Thử như thế nào? Thì các em có thể thử bằng cách là làm một cái sản phẩm cụ thể, có mục tiêu, có mục đích, chọn một cái ý tưởng nào đó mà mấy em thật sự đam mê. Cái ý tưởng là làm sao mình đi giải quyết được một cái vấn đề cho cuộc đời, cho xã hội hoặc cho những người chung quanh mình cũng được, không nhất thiết quá xa. Và thử với nó, đem cái kiến thức mình học được á áp dụng cho nó. Ví dụ như là học làm web, xây một trang web về nội dung đó. Ví dụ như một bạn thích, thậm chí ngày xưa có một sinh viên nói là em thích chơi game thầy ơi, em thích ngoại trừ học thì em thích cái ngọn lại là cái hobby, cái part time của em là em thích chơi game. Thì mình nói ok, chơi game đâu có sai, chơi game cũng không có xấu, mình cũng chơi game, thầy cũng chơi game, mặc dù răng của thầy hơi thấp hơn răng của em nhưng mà cũng chơi. Nhưng quan trọng á là bây giờ nếu em thích gì, em thầy dạy em làm web thì em hãy làm một cái web để mà hướng dẫn cho người ta chơi game. Thì là một cái blog, là một cái web, trên đó có những nội dung hướng dẫn cho người khác chơi, làm sao cho hay, làm sao cho tốt rồi đó. Thì coi như em đó là một sản phẩm giúp đỡ cho một người khác. Thì em đó cũng làm, mà cuối cùng em đó làm rất là thú vị, là khi em đó làm xong em nó tự nhiên có thêm một cái thu nhập thụ động riêng từ cái traffic đến cái website game của em đó. Em đó viết những bài chia sẻ về những cách đánh, cách chơi của mình thôi, cũng cần đúng sai game mà mình discuss cái vấn đề đó đúng sai đâu quan trọng. Nhưng mà quan trọng á là em sau khi làm xong cái đó em đó nhận ra được một điều là gì. Được một điều đó là thật sự mình thích game nhưng mà mình cũng vừa thích IT ở đó. Mà làm sao em đó nhận ra? Em đó nhận ra là tại vì em đó trải qua những cái thời gian là mày mò nghiên cứu làm sao cái layout của web được như vậy, làm sao nội dung thu hút người xem, làm sao tính năng này mở lên, làm sao đủ thứ đặt quảng cáo, làm sao để website sụp thì sao, website không nhanh thì sao, website bảo mật bị lỗi thì như thế nào. Trằn trọc và nhiều đêm gọi là thức khuya dậy sớm thì mới nhận ra được mình có yêu nghề hay không. Mình có yêu cái cảm giác, cái trải nghiệm mà những lần mình mài mò ra, mình dành cả tiếng đồng hồ chỉ sửa một lỗi nhỏ thôi. IT đặc biệt vậy đó, sửa một lỗi rất nhỏ, nhiều khi chỉ là một dấu chấm phẩy, một lỗi chính tả rất nhỏ, mình dành hàng giờ đồng hồ mình không thấy, nhưng mà tự nhiên bụp cái đi tắm ra thấy. Nhưng mà rất vui. Nếu mình có niềm vui đó, tức là mình thích hợp với cái nghề này đó. Mình thích hợp với cái nghề làm IT này. Mình chấp nhận mình cả ngày mình không ra được gì hết, nhưng mình kiếm một lỗi sửa, tới sửa lui sửa, xuôi sửa ngược, nhưng cuối cùng sửa ra thì rất vui mừng. Đó. Thì em đó tự nhiên nhận ra được thích. Tại vì cái đó cũng như là khi mấy em đi làm thôi ha. Mấy em đi làm là gì? Là sếp giao cho một cái gì đó làm, thì cũng phải trằn trọc, phải suy nghĩ, phải đắn đo, phải làm sao khách hàng tốt nhất, phải đủ thứ hết, làm sao sản phẩm the best nhất. Đó. Thì cũng phải chấp nhận những cái, tại vì cái nghề không bao giờ bằng phẳng hết. Cũng lúc em làm lỗi, sai rồi đủ thứ mà làm hết, thì làm sao để
trải qua những thăng trầm đó mình vẫn yêu nghề thì nó mới đúng là cái nghề của mình. Thì trước khi thăng trầm ở ngoài đời thì tự cho mình những thăng trầm bằng cách trải nghiệm và tạo ra sản phẩm có ích cho cuộc đời. Đó là cái mình luôn khuyên các em. Thậm chí với các em chưa bắt đầu luôn, mình khuyên là nếu chưa bắt đầu đăng ký vô, tại vì bên đây các bạn biết là học 4 năm trời rất là tốn tiền, rất là tốn tiền. Ví dụ với sinh viên Việt Nam qua đây học 4 năm mất khoảng mấy chục ngàn đô, nó 60, 50 gì đó. Chưa kể tính phí ăn ở nữa ha. Rồi thời gian, công sức rất là quý, mình không có lấy lại được. Thì thay vì trước khi mà commit, trước khi mà mình quyết định, mình gọi là đưa ra một khoản đầu tư cực lớn như vậy cho 4 năm cuộc đời của mình á, thì mình thử một cái nhỏ đi. Mình thử coi mình đăng ký một khóa học online về một cái kỹ năng cụ thể trong IT, ví dụ như là làm phần mềm, làm web, data science, học làm Python, ví dụ vậy. Thử như vậy để coi mình có thích hay không. Thường mấy em ok bước 1, mấy em làm được bước 1 là ok, học thấy thích, thấy thú vị, thấy hay, thấy đồ, thầy ơi hay lắm, chắc em sẽ đi suốt cuộc đời với cái môn này. Nhưng mà khi mà làm sản phẩm thiệt á, gặp lỗi, gặp này kia kia nọ mà sửa những cái lỗi rất nhỏ luôn mà nó ảnh hưởng trải nghiệm người dùng mà không kiên nhẫn sửa được thì bỏ, thì cũng coi như thua đó. Cho nên mình luôn luôn khuyên mấy em là hãy làm ra một sản phẩm, trải nghiệm thử. Thân mình ngày xưa khi mà học, hồi xưa mình học ở trường Lê Hồng Phong là mình học chuyên tin, thì mình cũng đã trải qua những thăng trầm của nó rồi. Thăng trầm là sao thì mình có chia sẻ một cái video khác. Nhưng mà những cái năm tháng đó mình tạo ra một sản phẩm, ngày xưa mình tạo sản phẩm đó là về tìm kiếm phương trình hóa học. Thì môn hóa là cái môn mình không thích, cho nên mình kiếm cách giải quyết đó bằng cách là mình tìm ra, mình tự viết ra một cái sản phẩm để tự kiếm phương trình. Thì trong lúc làm á, tự nhiên mình nhận ra mình rất là thích IT. Rồi đó mình học chuyên tin rồi nha, nhưng mà thông qua cái vật lộn như vậy mình càng gọi là nhận ra đây là cái nghề đi suốt cuộc đời mình mà mình không chán. Trải qua những lần gọi là mất data, mất dữ liệu, rồi phần mềm bị lỗi không sửa được, phải viết lại cái đoạn đó luôn, hoặc là ra rồi người dùng nói không hay, sửa tới sửa lui hết, thì mình mới nhận ra được mình thích đó. Thì luôn luôn cái lời khuyên của mình cho mấy em là thử làm như vậy đi. Tại vì mình thử mà chừng kiên nhẫn mỗi ngày đều thử một chút, hay mỗi tuần đều thử một chút, mà chừng mất 1 tháng 2 tháng thôi là mình nhận ra được thích hay không. Không có gì lỗ lã đi hết. Nếu trường hợp mà gọi là 1 tháng 2 tháng mà mình nhận ra được mình thích thì mình đi suốt cuộc đời với cái nghề đó, rất đáng tiền đúng không? Nếu không thích thì đổi hướng cho khỏe, cho lẹ, đỡ mất thời gian, cũng rất đáng đồng tiền luôn, đỡ phải đầu tư mấy chục ngàn đô đi học ngành IT rồi cuối cùng ra không có ha. Chứ mình đề nghị mấy em thử, chứ đừng nghe cái câu là học IT đi rồi lương ngàn đô, lương sáu số, lương đủ thứ hết. Thì mình các em nếu mà dựa vô cái đó để mà học á thì không bền. Mình thấy rất nhiều rồi, xong cái sinh viên của mình dạy 3-4 năm ở MIT là các sinh viên của mình thấy nói những cái câu là hỏi là why do you like it, thì nói ra những cái câu mà liên quan đến dễ kiếm việc, tiền nhiều, lương việc nhẹ, lương cao. Việc nhẹ là không có nha, đừng anh nghe tới việc nhẹ nha, nhẹ là không có rồi. Lương cao thì có, lương cao thì đúng là cũng có thiệt ha. Tất nhiên là không phải luôn luôn cao, cũng có thể là có lúc mà bình thường, có lúc mới ra thì cũng phải bình thường như bao người, nhưng tất nhiên lương cao nhưng không nhẹ cho nên phải suy nghĩ cẩn thận. Và việc học nó cũng kéo dài rất lâu, 3-4 năm ha. Đó thì đó là những điều mình chia sẻ đến mấy em và cũng chia sẻ đến các bạn luôn. Nếu ai thấy cái kênh mình hay thì có thể subscribe ha. Rồi mỗi tuần mình đều publish những cái video để chia sẻ về cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua trong suốt cái cuộc sống, từ sinh viên mới qua Úc học cho đến khi mà mình học, mà mình trở thành giảng viên của trường đại học MIT, nơi mà mình cũng học hồi đó luôn. Bây giờ mình thành giảng viên của trường MIT, thì mình sẽ chia sẻ hết cái kinh nghiệm của mình ha. Thì cảm ơn các bạn hôm nay đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn trong các video sau.